các bạn nha. Thì hôm nay tiếp tục cập nhật giá xe cho quý anh chị nha. Thì hiện tại em có mặt cửa hàng xe máy Sơn Đất Phát ở địa chỉ là ấp 5 An Phước, Long Thành, Đồng Nai nha quý anh chị. Hôm nay thì Linh sẽ cập nhật giá cho quý anh chị mình nha. Chào em. Xin chào anh, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lại tiếp tục cập nhật giá xe ở cuối tháng 4 cho mọi người và các bạn cùng tham khảo. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh và các bạn mẫu xe Raider mẫu 2021 mới ra luôn anh. Xe này mới về em? Dạ đúng rồi. Tem khá đẹp luôn nè. Hiện tại thì cửa hàng mình có mấy màu em? Hiện tại thì em có màu này là màu đỏ đen nha anh. Đỏ đen nè, tem dạ. Tem trắng khá đẹp. Cái màu này là màu xanh. Màu xanh. GB. Và cái màu này nữa, màu này là màu như là xám xi măng nè. Xám, xám bạc đen á. Bạc đen ha. Xám okay. Bạc đen á, màu này có tem màu đỏ luôn. Bạc thì đỏ đen. Giá bao nhiêu em? Như chiếc đỏ đen này. Raider đời 2021, mẫu 2021 này á, bên em hiện tại đang bán với giá là 47 triệu. 47 em? Dạ đúng rồi. Nếu như mà anh chị và các bạn mà mua trả góp á, chỉ cần đưa trước cho em tầm 5-6 triệu là có thể lấy xe về được rồi. Dạ em. Dạ. Ok đúng không chị ơi? Thì cửa hàng em nghe nói là cũng có hỗ trợ tiền xăng em. Dạ. Ví dụ như mà trường hợp khách ở xa tới á, mà có liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ cho khách từ 500 đến 1 triệu. Tùy vào khách ở gần hay ở xa tới nha. Dạ ok em. Thì trường hợp ví dụ như mà mọi người thích những dòng xe Raider á, thì bên em vẫn hỗ trợ tích hợp đầu đèn vô cho mọi người, nhanh vô đây cho mọi người nha. Cái dòng xe này thì thấy là rất là rẻ hơn với dòng xe chia ha. Dạ đúng rồi, nó rẻ hơn tầm 10 triệu đó anh. So về phần máy móc thì chắc cũng tương tự ha em. Cũng là của Suzuki luôn anh, cũng nhưng mà Raider thôi. Thì lắp ráp từ Việt Nam. Ok. Rồi, ra đây cập nhật tiếp dòng Sonic xe chia em. Ngoài. Dạ đúng rồi. Thì tiếp theo xe chia thì cũng còn nha quý vị nha. Sonic thì hôm nay cũng có về mấy màu mới luôn nè. Tiếp theo em sẽ cập nhật cho anh chị một vài mẫu Sonic và xe chia bên em luôn nha. Ok. Đây. Đây, trong đây thì anh thấy là có mấy màu mới nè. Dạ. Như là màu này đi, chẳng hạn. Em này là xăng xi măng anh. Giá màu độ chiếc này là bao nhiêu hả em? Đối với dòng xe Sonic đó, màu 3D thì bên em đang bán với giá là 55 triệu. Khách hàng mua góp đó, chỉ cần đưa trước giúp em là tầm 8 triệu trở lên là có thể lấy xe về được rồi anh. Ok em. Dạ. Còn màu đây là màu green hả em? Màu này là màu jean anh. Màu jean thì hiện tại bên em đang bán với giá là 53 triệu thôi. 53 triệu dạ anh. Đúng rồi. Ok nha. Bên đây là đỏ candy nè anh. Đó là sơn 3D hả em? Dạ đúng rồi, đồ 3D. Mâm đỏ luôn nha, rất là liền màu luôn nè. Giá là nhiêu em? 55 triệu anh. Màu 3D thì bên em đang bán với giá là 55 triệu. Ok nha. Rồi, ra đây thì cũng còn màu mới nè, như là màu này đi em, màu đây à. Màu xám. Anh xám quay xanh ra màu mới cho mọi người coi, màu này là bên em mới lên luôn á. Sonic nha. Rồi, giá luôn em ơi. Giá cũng là 55 triệu luôn anh. Và vẫn là đưa trước 8 triệu trở lên là có thể lấy xe về được rồi. Okay, 7-8 em. Triệu là em vẫn hỗ trợ cho khách lấy xe. Tất cả dòng màu độ là giá cũng đồng giá em. Dạ đúng rồi. Còn em này là màu trắng đỏ, mâm đỏ rất kinh nè. Màu này là màu jean nha anh. Rồi. Màu này là giá sao em, màu jean nè? Giá màu này vẫn là 55 triệu luôn. 55 tại vì triệu. Nó là phiên bản đặc biệt của Sonic. Ok. Đây, còn em này là màu rep son. Mâm cam luôn vậy em. Đây anh, tem là tem jean luôn chứ không có đồ, không có sơn 3D nha. Tem này là em dán tem jean luôn. Rồi giá nó là cũng là 55 triệu luôn anh. 55 dạ, triệu giá luôn. Giá không có thay đổi. Ok. Tiếp rồi qua đây. Đây là một vài mẫu xe chia. Xe chia nè quý chị nha. Xe chia màu màu này là màu titan nè. Ok, khá đẹp luôn nha. Giá là sao em cái này? Xe chia hiện tại bên em đang bán với giá là, nếu như mà anh lấy con xe chia màu đồ 3D luôn, bên em đang bán với giá là 54 triệu 500. 54 triệu màu dạ. Độ nha. Màu này là màu jean. Màu này là màu jean anh, màu này màu jean thì có giá là 53 triệu thôi. Ok, dòng dạ. Này đưa trước bao nhiêu em? Xe chia thì cũng đưa trước giống Sonic luôn. Đưa trước giúp em tầm 8 triệu là có thể lấy xe về được rồi anh. Ok luôn, mâm đỏ nha. Từ từ nha quý anh chị nha, còn 155 em sẽ cập nhật giá luôn dạ. Em. Em này dạ, rồi. Em này là hai em này là xe chia tư nhân anh. Đây,
Đây nè anh, những em này là xe chi tư nhân, hiện tại bên em đang bán với giá là chỉ có 54.500 thôi. Còn riêng những cái màu mà zin này nè là bên em đang bán với giá là 53.500. Ok nha. Ok anh chị nha. Màu rất đẹp nè. Rồi, còn trong màu này em? Em này là xe chi Việt Nam. Xe chi chính hãng anh. Hiện tại thì bên em đang bán với giá là 51.000 thôi. Dòng này là thấp nhất luôn. Dạ đúng rồi. 51.000 rồi anh chị. Xe chia, em này là xe chia Việt Nam anh, chính hãng, lắp ráp tại Việt Nam. Còn những em này xe chia tư nhân là lắp ráp bên Indo luôn. Rồi, ở đây thì anh thấy là màu đỏ, đỏ đô này. Đỏ đô này là xe chia tư nhân anh. Giá là 50 mấy triệu như vậy. Nãy em nói là 53 triệu. 53 triệu à. Ok nha anh chị. Rồi trong đây là màu đỏ. Màu này là màu đồ 3D anh, trắng đỏ. Rồi. Tiếp theo là màu này đỏ candy á. Giá là nhiêu em? Đỏ candy này thì hiện tại giá là 54.500 anh. 54.500 nha anh chị nha. Đấy, ok chưa? Rồi vô đây em cập nhật giá mấy cái dòng ad 155 đi ha em. Dạ. Vài chiếc như là mấy mẫu mới nè, màu mới mới về nè quý anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Đây. Đây, như là tương tự hai như em là em này là màu đồ 3D anh. Màu vàng nè. Dạ. Vàng nhưng mà vàng là tem khác nha quý anh chị. Nó như chẳng hạn như chiếc này đi. Đó, cái này là giá bao nhiêu em? Em này là màu đồ lên 3D nhưng mà em này là khóa cơ anh. Khóa thì cơ bên em đang bán với giá là 44.500. Ok luôn. Còn về phí hồ sơ lăn bánh đó, biển số anh chị có liên hệ số điện thoại trên màn hình để Linh tư vấn cho anh chị dạ, nha. Dạ đúng rồi dạ. Đó, anh, tem màu, khác nha anh chị. Còn màu này màu cũng vàng. Là màu vàng nhưng mà tem khác anh. MX. Tem giờ rất là lạ mắt nha anh chị nha. Chiếc này là giá nhiêu em? Em này là khóa smart khay luôn anh, có giá là 46.500. Ok. Nên màu rất là đẹp nha anh chị. Đấy. Còn cái màu trong đây em, màu này thấy màu này là màu này là màu xanh xi măng. Rồi. Nhưng mà nó là khóa cơ anh. Khóa thì cơ nó có hay. Giá là 44.500. Ok em luôn. Đấy. Giá nha. Rồi ok nha. Thì anh sẽ lên trên đây đứng để quay cho anh chị mình dễ xem nha. Rồi, màu này là giá nhiêu em? Em này là 46.500 anh, là khóa xe máy hay luôn, màu đồ 3D. Đấy, rất là đẹp nha anh chị. Đó, mà đủ màu luôn. Đó, tha hồ anh chị mình đến đây lựa chọn nha. Bên em đồ rất là nhiều màu khác nhau anh. Rồi, để đây màu green. Dạ, màu này là màu green. Màu này hiện tại bên em đang bán với giá là 43 triệu thôi. Màu green bản khóa thường nha anh chị. 43 triệu. Còn đây thì màu xanh GB là phiên bản cao cấp ha. Đúng rồi anh. Là có giá là bao nhiêu em? 46.500 anh. Ok luôn nha. Đấy. Rồi ở đây cũng còn những cái màu mới nè. À, như màu này đi. Giá là chiếc này là bao nhiêu em? Em này là 44.500 anh. Ok ha. Tầm 40 mấy triệu nha anh chị. Đây, màu xanh Heineken nữa nè. Màu xanh này Heineken này giá sao em? À, em này thì khóa smart key có giá là 46.500. Ok nha. Còn đây thì màu trắng, trắng là trắng green nha anh chị. Dạ. Đây là chìa khóa khóa smart key anh. Smart key luôn. Thì có giá là 45 triệu. Ok. Rồi, em đây là màu đỏ candy. Đỏ candy đỏ em. Dạ. Thì có giá là 44.500 anh nha. Chiếc này là phá thường em. Đúng rồi anh, quá cơ. Rồi, ok nha quý anh chị nha. Đấy, quý anh chị có nhu cầu về những dòng xe nào khác á, thì quý anh chị hãy bình luận mạnh bên dưới cho em nha. Em sẽ quay chi tiết và cập nhật giá liên tục cho quý anh chị mình luôn. Đấy. À, nói chung là anh chị khách thích, cứ thích mẫu xe nào á thì cứ nhắn tin qua Zalo liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi hình cho anh chị coi chi tiết từng mẫu xe một. À, đối với tất cả các dòng xe bên em đồ rất là nhiều màu nên anh chị có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau nha. Có gì thì em có để số điện thoại bên dưới, anh chị có liên hệ trực tiếp qua Zalo của em sẽ hỗ trợ tư vấn nhiệt tình cho anh chị. Rồi, anh cảm ơn em nha. Dạ, chào anh. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.